đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận Tân Bình và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nha đẹp, thì trong buổi trưa ngày hôm nay, em đang có mặt tại trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 15 quận Tân Bình nha cả nhà, để gửi khách hàng mình một căn nhà chính chủ xây dựng để ở, này đang cần tiền bán gấp và đang cho thuê tiệm áo cưới rất là sen xịn luôn. Đó, đường trước nhà của mình rộng từ 6 đến 7 mét đường trải nhựa. Hai ba chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được. Khu nhà cao tầng xây dựng đồng bộ. Kế bên nhà là có văn phòng công ty nè, hotel, căn hộ dịch vụ cũng như là văn phòng bán vé máy bay đầy đủ luôn cả nhà. Hẻm một chục, thông xe hơi. Cách mặt tiền đường Phan Ích chỉ khoảng 50 mét di chuyển. Kết nối với đường Trường Chinh, đường Trường Sơn. Cách sân bay Tân Sơn Nhất cũng chỉ khoảng 10 phút. Giáp ranh với quận Tân Phú, di chuyển đi đâu cũng tiện. Đó, ngôi nhà hôm nay Hằng giới thiệu sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Kết cấu chuẩn là một trệt ba lầu. Mỗi tầng gia chủ được có chỗ ban công bên ngoài. Và nhà mình thuộc hướng chính hướng đông bắc, phù hợp khách hàng mình cứ mời là Tây Tứ Trạch. Với diện tích chiều ngang là 5m, chiều sâu vào là 15m. Công năng sử dụng rơm, phòng khách, mặt tiền dùng để kinh doanh. Bên trên có tổng là 5 phòng ngủ và hiện đang được bên thuê vận hành kinh doanh áo cưới rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, cùng Hằng này chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa, em bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan. Ngôi nhà này gia chủ mình đang rao bán với mức giá là 8 tỷ 450 triệu đồng. Giá còn thương lượng cho tiếp chủ nhà của mình nữa. Và Hằng Ni đang có một mức giá chốt, giá nội bộ cam kết tốt nhất thị trường hiện nay. Cả nhà mình quan tâm, mình mua về mình để coi thiết kế lại để ở, hoặc là duy trì hợp đồng thuê có thu nhập hàng tháng cũng được. Và hiện tại gia chủ đang cho bên tiệm áo cưới thuê, thu nhập mỗi tháng là 16 triệu. Đó, và di chuyển vào bên trong, mình có tổng là 3 lớp cửa, một lớp cửa sắt 4 cánh, một lớp cửa cuốn, rồi một lớp cửa kính cường lực nữa. Nhà mình có một khoảng sân, đậu được 5 chiếc xe máy tương đối thuận tiện, hoặc có là khách mình di chuyển bằng xe ô tô, xe taxi, thì đường hẻm phía trước có cả nhà, đậu xe cũng rất là thuận lợi luôn. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực tầng trệt. Khoảng phòng khách phía trước được gia chủ sử dụng làm showroom trưng bày áo cưới nè, rất là sen luôn á. Đó, tông chủ đạo là màu trắng, màu kem, thêm những cái ánh đèn chiếu rọi xuống. Và nhà mình với lợi thế diện tích chiều ngang là 5m nữa, đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Và cùng Hằng Ni, chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa từ không gian khu vực bên trong. Nhìn ra mặt tiền chính phía trước nè cả nhà. Đó, được bên thuê, đầu tư rất là chỉnh chu và sang trọng luôn. Lắp máy lạnh riêng cho mỗi phòng cũng như là không gian khu vực phòng khách. Và di chuyển tiếp tục vào không gian bên trong, được gia chủ xây dựng là tầng. Với lợi thế diện tích chiều ngang là 5m, vào nhà tương đối thông thoáng và thoải mái luôn cả nhà. Đó, thang bộ được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà, ốp đá marble, tay vịn bằng trụ gỗ, lan can bằng kính cường lực nè. Quá là nét luôn. Nhà mình sử dụng rầm hai giếng trời, một giếng trời nằm ở cuối nhà, một giếng trời nằm ở giữa nhà, vô cùng thông thoáng. Và đây là toilet sử dụng tại tầng trệt nè. Di chuyển tiếp tục vào không gian khu vực bên trong. Hiện trạng cũ của mình là đây là không gian bếp nha cả nhà, nhưng mà hiện tại đang sử dụng làm phòng để make up nè. Đó, trang bị hoàn thiện. À mà bên thuê á, rất là kỹ lưỡng luôn, giữ lại hiện trạng cũ bên không gian khu vực bếp, là mình chỉ lắp thêm những cái tấm vách thạch cao á để che chắn thôi. Cả nhà mình về sử dụng mình chỉ cần tháo ra là còn hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ luôn cả nhà. Và cùng Hằng Ni lại tiếp tục di chuyển không gian khu vực các tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Cho một căn nhà phố thuộc phường 15 Tân Bình, giáp ranh với quận Rò Vấp, quận Tân Phú, di chuyển ga Ion Tân Phú hoặc là Emart bên đường Phân Ích tương đối thuận tiện luôn. Một vị trí tương đối đẹp để an cư sinh sống. Đó, và em lại tiếp tục có mặt tại không gian khu vực lầu 1, được gia chủ thiết kế rơm hai phòng, phòng phía trước và phòng phía sau. Bên dưới sàn của mình sử dụng là lót gỗ tự nhiên nè cả nhà. Và di chuyển cái không gian khu vực phòng phía trước, bên thuê mình đã lắp full mặt hết rồi, sử dụng cái tông màu trắng cho phòng thử áo cưới nè. Đó, rất là sang luôn ha. Nhìn nhà mình vô cùng giá trị luôn. Ngang 5, chiều sâu là 15m. Nhà chính chủ xây dựng để ở nên tương đối kiên cố và chắc chắn. Hiện tại đang cho bên áo cưới thuê. Và gia chủ đang rao bán cho ngôi nhà này phân khúc giá bán 8 tỷ hơn nhẹ nhàng.
Hằng Ni đang có một mức giá chốt, giá nội bộ để cả nhà mình lựa được một căn nhà ưng ý và mình sử dụng để ở cũng được luôn nha cả nhà. Mình đi coi thiết kế lại, đưa thêm một số đồ nội thất vào, nhà mình còn tương đối mới luôn. Và cùng em di chuyển phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau để tham quan nè. Đó, hai phòng này mình sẽ sử dụng chung một toilet nằm ở giữa nhà. Nhưng mà một lát nữa cả nhà mình di chuyển lên lầu tiếp theo, phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ thứ tư sẽ có toilet sử dụng riêng bên trong phòng, tương đối thuận tiện. Đó, đã được gia chủ mình, à mà bên thuê của mình đó, sử dụng làm nơi trưng bày áo cưới nè cả nhà. Quá là nét luôn á. Bên dưới là lót sàn gỗ, nước sơn tường màu trắng, rồi thêm những cái hệ đèn chiếu sáng, nhìn vô cùng lung linh cho một căn nhà phố luôn. Ngang 5, chiều sâu là 15m nha cả nhà. Và Hằng Ni lại tiếp tục di chuyển không gian khu vực lầu thứ hai để cả nhà mình cùng tham quan. Thang bộ của mình thì đi đều bước, và bên trên là có ô cửa giếng trời lấn sáng trực tiếp cho ngôi nhà, cho nên nhà mình ban ngày đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực phòng ngủ thứ ba nè cả nhà. Đó, phía trước là mình có ban công di chuyển ở bên ngoài. Hiện tại bên thuê đang sử dụng làm phòng kho để đồ bên trong. Và toilet sử dụng riêng đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Có bồn tắm nằm, bồn vệ sinh, lavabo trưng soi, vòi tắm hoa sen, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn nè cả nhà. Đó, và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển. Phòng ngủ thứ tư nằm ở phía sau để tham quan, cũng đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Bên thuê đang sử dụng làm phòng để quần áo, để trưng bày sản phẩm. Mỗi phòng đều có máy lạnh sử dụng riêng và toilet riêng bên trong phòng luôn nè. Đầy đủ các trang thiết bị. Đó, bồn vệ sinh, lavabo trưng soi, giá treo đồ, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Ngôi nhà này chúng ta mua về chỉ cần đưa thêm một số đồ, một số nội thất vào để an cư sinh sống, hoặc là mình cho thuê có thu nhập hàng tháng cũng được nha cả nhà. Và Hằng Ni đang có mặt bên trên lầu thứ 3, được gia chủ thiết kế làm ô cửa giếng trời lấn sáng trực tiếp cho ngôi nhà vào ban ngày, đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn nè. Đó, lượng gió trời lưu thông, thang bộ của mình đi thì tương đối đều bước, ốp đá mà bồ ở cả nhà, nhìn rất là nét luôn. Nhà mình được gia chủ thiết kế làm hai giếng trời, một giếng trời nằm ở cuối nhà, một giếng trời nằm ở giữa nhà. Nhưng mà hiện tại bên thuê mình đã phủ kính lại, mình sử dụng cái tông chủ đạo là màu trắng á, cho phòng studio nè, vô cùng thông thoáng luôn. Ngôi nhà này cả nhà mình di chuyển về quận Tân Phú hoặc là về Gò Vấp, đi chợ, đi trung tâm thương mại mua sắm ngay kế bên Emart Phan Huy Ích hoặc có là ra Ion Tân Phú, di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất tương đối thuận tiện. Một căn nhà tương đối còn sót lại với diện tích chiều ngang lên tới 5m. Nhà mình thông thoáng lắm, mua về đi coi thiết kế thêm một số nội thất vào, mình sử dụng thì cũng được luôn nha cả nhà. Đây là không gian khu vực giếng trời nằm ở giữa nhà, lúc nãy Hằng Ni có lìa mái sơ lược nè. Đây, thông thẳng từ bên dưới lên bên trên luôn. Quá là thông thoáng cho một căn nhà phố. Và không gian khu vực lầu thứ ba như vậy được gia chủ thiết kế cho mình toilet sử dụng chung. Máy giặt để bên trong này nè cả nhà. Mà mình còn một phòng mà kỹ thuật phía sau nữa. Tính ra nhà mình lên tới 5 phòng ngủ cũng được luôn. Đó, phòng kỹ thuật của bên thuê, bên áo cưới nè. Đi co thiết kế tương đối hợp lý. Và cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni để đến tham quan thực tế. Và trước khi mình đi xem á, mình gọi cho em nha, để em hẹn với bên thuê, mình vào mình xem rõ hơn từng chi tiết cũng như là thiết kế, kết cấu bên trong nhà. Và Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt, bye bye.